vị và các bạn, Sơn Trà là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với thành phố Đà Nẵng. Thường thì mọi người lên Sơn Trà sẽ lựa chọn để ngắm cảnh thành phố cũng như là để viếng chùa Linh Ứng. Thế nhưng ngày hôm nay 360 độ du lịch sẽ đưa quý vị và các bạn đến với một trải nghiệm mới. Chúng ta cùng đi tìm và ngắm Vọc Trà Vá Chân Nâu, nữ hoàng của các loài linh trưởng. Và đồng hành với chương trình hôm nay là anh Lê Hải Sơn, một người gắn bó mật thiết với Sơn Trà, với một niềm đam mê chụp ảnh Sơn Trà và đặc biệt là chụp ảnh Vọc Trà Vá Chân Nâu. Vâng, thưa quý vị, và để thực hiện hành trình này chúng tôi lựa chọn phương tiện là xe máy. Ưu điểm của xe máy khi chúng ta lên Sơn Trà là gì hả anh Sơn? Thực ra với mỗi người lên Sơn Trà bằng xe máy thì nó cơ động hơn, và với những một đoạn đường mà nó hẹp thì đỡ phải tránh nhau, và đặc biệt hơn là chúng ta có thể dừng bất kỳ nơi đâu để có thể ghi lại những cái cảnh đẹp ở phía núi, phía biển, và quan trọng hơn là mình có thể gặp bất chợt những chú Vọc Trà Vá Chân Nâu thì nó hoàn toàn thoải mái cho mỗi người. Và để chuẩn bị cho hành trình này thì chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ? Một cái máy ảnh có tiêu cự dài một tí, tại vì vọc thường ở xa khoảng mười mấy, hai chục mét trở lên. Chính vì vậy mà một cái máy ảnh có tốc độ ghi hình nhanh, một cái ống kính có tiêu cự dài, vậy là chúng ta thỏa sức chụp ảnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi, quý vị nhé. Là nhiều con đường vào Sơn Trà. Đi lên Sơn Trà thì để đi ngắm vọc thì mình sẽ đi tuyến đường nào ạ anh Sơn? Mình đang đi ở mạn phía tây bắc của Sơn Trà. Lên Sơn Trà có 3 đường, tất cả đều gặp nhau. Ở đây là cái đoạn cung đường mà nơi cư trú của vọc đông đảo nhất. Những nơi kia cũng có nhưng mà thường là đó là cái đường du lịch. Chính vì vậy mà vọc hơi nhát hơn. Ở đây thì mọi người có thể ngắm vọc ngoài thiên nhiên nó rõ hơn nhất và nơi tập trung cái mật độ đông hơn nhất. Đây là cái cầu cạn ở trên Sơn Trà này, có khoảng 7 cái của một cái dự án của một cái tổ chức nghiên cứu động vật hoang dã, hai vợ chồng người Đức, ông bà Ulrich. Thì người ta bắc từ bên cây bên này qua cây bên kia để cho vọc nó đi qua. Nhưng mà từ trước đến giờ chỉ những người mà chụp ảnh lẫn du khách chỉ chứng kiến được 2 lần vọc đi qua trên cái dây cầu cạn này thôi. Hầu hết là nó băng qua đường. Đấy, cái khoảnh khắc này rất hiếm. Mình tiếp tục nhé. Đến đoạn nào thì mình sẽ phải xuống xe để đi bộ như thế nào? Mình có thể đi xe và dừng xe bất kỳ lúc nào. Khi mà mình thấy vọc ở trên các ngọn cây hoặc là ở các bụi, trái cây, lá cây, hoa, thậm chí quả, cây rừng của Sơn Trà đều là thức ăn của vọc cả. Và khu vực mình đang đi ở đây thì với những người chụp vọc của bọn anh hay nói là ở khu vực cây xoài khô. Trước đây cây xoài là rất tươi tốt, nhưng mà một thời gian bị dây leo nó phủ, thế là chết và thành gọi là cây xoài khô. Trước đây là có một bầy rất đông ở khu vực này, và bọn anh chụp nó từ khi còn bé, những chú vọc con đến lúc nó lớn vẫn đều nhớ mặt hết. Ngắm vọc ngoài tự nhiên ở trên Sơn Trà là ai cũng có thể ngắm được, nhưng để chụp những cái khoảnh khắc nó sinh hoạt với nhau hoặc là nó chăm bẵm con cái mà lúc rạng sáng hay lúc chiều tối về là rất hay. Đặc tính của vọc thì như con người chăm sóc con, bảo ban. Nhưng mà được cái là con vọc đậu đàn lúc nào cũng rất ra trường, mặc dù có hai ba vợ, vài ba con, nhưng mà rất trách nhiệm, lúc nào cũng là ngồi ở vị trí cao hoặc là quan sát dễ nhất để quan sát và bảo vệ đàn ăn ở trên các tán cây hoặc là các khu vực mà lưu trú. Trong cái khu vực này gần như là ngôi nhà của vọc rồi, thì chúng ta có thể có cơ hội được chiêm ngưỡng và được chứng kiến những cái cảnh sinh hoạt rất là độc đáo và thú vị. Không chỉ như anh Hải Sơn mà có rất nhiều những nghệ sĩ có một niềm đam mê lớn với việc tìm hiểu đời sống sinh hoạt của nhà vọc. Chính vì thế mà việc lên Sơn Trà nói nôm na là như cơm bữa với các anh ấy, chỉ để được nhìn ngắm cái sinh hoạt của gia đình vọc thôi. Nếu như có một lần được nhìn ngắm vọc rồi thì sẽ hiểu vì sao các nghệ sĩ, có các nhà nhiếp ảnh lại đam mê đến như vậy. Thực sự là mỗi lần bọn anh lên đây thì rất là mê mẩn. Không phải ngày nào cũng như ngày nào, con vọc cũng con vọc đó, nhưng mà hôm ở cành cây này, hôm ngọn cây khác, đặc biệt là con vọc đầu đàn, chăm sóc gia đình của nó.
trải qua cái mùa sinh sản nên ở cái bầy nào nó cũng có những chú vọc con. Đó hiện nay là cái điều mà bọn anh rất là thích thú. Nhìn cái cảnh mà con vọc con ôm vọc mẹ hoặc là vọc nhỡ nhỡ quấn với vọc bố, thì cái cách yêu chiều và dạy bảo của vọc bố đối với con cái chúng rất hay. Chúng tôi di chuyển một quãng đường cũng kha khá bằng cả xe máy rồi đi bộ, cũng khá mệt, nhưng mà không phải lúc nào cũng may mắn để được gặp vọc trà vá chân nâu ngay, phải không anh Lê Hà Sơn? Vài năm trở lại đây, qua báo chí, các phương tiện nghe nhìn đều biết Đà Nẵng có loài linh trưởng mà có thể ngắm ở ngoài. Rất nhiều người bốc tour kết hợp nghỉ hè lên Sơn Trà để ngắm, nhưng không phải ai cũng lên lần đầu tiên để ngắm được. Nhưng mà mọi người cũng đừng buồn, cảnh sắc Sơn Trà là rất tuyệt vời, mùa nào thức đó. Sơn Trà vừa trải qua mùa thay lá và trải qua hai đợt hoa mà cuốn hút những tay máy, những du khách ở trong cả nước. Đó là mùa hoa vàng của là cây lim sẹt, một loại cây đặc hữu của Sơn Trà. Và kết thúc mùa hoa vàng thì sau đó chỉ nửa tháng thôi lại xuất hiện mùa hoa tím thàn mát, hay là gọi là xưa trắng, cũng là một cây đặc hữu của Sơn Trà. Và những cái bức ảnh gọi là selfie dưới những tán hoa màu tím tràn ngập trên Facebook, không phải của cư dân Đà Nẵng mà của các du khách khi đến với đây. Và đương nhiên nếu như kết hợp cả vừa có hoa tím, vừa ngắm được vọc trà vá chân nâu và kịp ghi được những chú vọc trà vá chân nâu truyền cảnh thì không có gì bằng. Ngày hôm nay thì chúng ta chưa tìm thấy vọc, thì mình sẽ đi ngắm cảnh Sơn Trà một chút anh ha. Rồi. Nhiều loại cây. Wow, hình như là cây nho da đó, nho da rừng hả? Có trái nè, ăn thử coi. Hình như là chưa chín hay sao? Ôi, chưa. Đúng là dạo da rừng nó khác mà. Nhưng mà cũng rất thú vị khi mà có được một sản phẩm nào đó trong cái chuyến đi này. Xuống rồi, vọt xuống rồi. Lấy vọt xuống chỗ đấy rồi. Lên. Quay đầu xe. Cái chỗ này. Đi sao ơi. Thưa quý vị, cứ chờ đợi như trượt đuổi. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng nhận được thông tin của rất nhiều người đi ngắm vọc cùng là có sự xuất hiện của một gia đình vọc. Và lúc này đây chính là không khí mà tất cả mọi người chờ đợi. Thank you.
Thưa quý vị, như vậy là sau một khoảng thời gian đi tìm kiếm, chờ đợi và cả rượt đuổi nữa thì cuối cùng chúng tôi cũng đã được nhìn thấy bọc trà vá chân nâu và lưu lượt lại được rất nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời. Hãy thử một lần lên sơn trà và nhìn ngắm vọc, biết đâu đó bạn sẽ cảm thấy yêu thiên nhiên hơn, yêu sơn trà hơn và yêu Đà Nẵng nhiều hơn. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại 360 độ du lịch kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại.